một ngày cuối tuần của tôi sẽ diễn ra như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu hả mấy bạn? Mỹ Quân, đầu tiên là đi đâu? Đi công viên. Ok, đi công viên xong rồi mình đi đâu? Đi nghịch cát. À đúng rồi. Sau khi đi nghịch cát thì mình đi đâu? Đi đua xe. Đi đua xe. Đi đua xe xong rồi đi làm gì? Ăn thịt xiên. Đi ăn thịt xiên hay đi đâu hả nhỉ Mỹ Quân nhỉ? Thịt nướng à? Ok, đấy là một ngày cuối tuần của mình. Cả tuần đi làm rồi, đi từ thứ hai cho đến thứ bảy, và ngày chủ nhật thì sẽ đấy, dành cho các gọi là quỷ sứ này. Chủ nhật thì sẽ loanh quanh ở nhà thôi. Sau đó thì bây giờ đang là khoảng 4 rưỡi 5 giờ chiều của ngày chủ nhật, sẽ đưa các bạn đi lên Ocean Park để đi chơi. Đi chơi sau đó thì ra bãi cát để nghịch cát. Tại vì ở cái khu mình ở thì nó không có quá nhiều chỗ để đi chơi. Và tiếp theo là sẽ đi đua xe của trẻ con nhá, không phải đua xe người lớn đâu. Và cuối cùng là sẽ đi ăn thịt xiên. Sau đó thì đưa các bạn đi về. Đấy là một ngày cuối tuần. Đây là con của mình này. Đây là các cháu với cả các em. Phải đưa cả đống này đi để cho các bạn ấy chơi với nhau, mình đỡ phải trông. Chứ bây giờ mà đưa một hai bạn đi lại phải trông rất là mất công. Cho nên là phải đưa các bạn này đi, các bạn ấy chơi với nhau nó mới vui, nó mới hợp. Nhiều cái trò của trẻ con thì mình không thể chơi được. Bây giờ chúng ta cùng đi thôi, vỗ tay.